Mùa hoa sen bắt đầu là lúc mọi người muốn chọn cho mình những bông hoa đẹp nhất để trưng bày trong không gian sống của mình. Tuy nhiên, nếu không tinh ý, bạn sẽ dễ dàng mua nhầm chị em của hoa sen, đó là hoa sen quỳ. Sự nhầm lẫn giữa sen và quỳ đôi khi khiến bạn phải thốt lên, sao sen của mình không đẹp như sen nhà người ta. Thực tế, nếu để hoa sen và hoa quỳ cạnh nhau, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt. Đầu tiên, hãy nhìn vào phần cuống. Cuống sen nhỏ và ít gai hơn cuống quỳ. Gai sen không sắc khi sờ vào, cũng không bị tổn thương như gai quỳ. Búp sen hình bầu tròn, ngắn và đầy đặn. Đầu búp không vót nhọn như quỳ, sờ vào búp sen chắc hơn búp quỳ. Búp sen già, cành có xu hướng mở ra, cánh hoa dưới gốc búp không rụng, vẫn dai. Khi cầm bó hoa, bạn nên dốc ngực xuống, thường thì cánh quỳ sẽ dễ rơi ra hơn là cánh sen. Khi hoa chớm nở, bạn sẽ thấy sen có nhiều cánh nhỏ bao quanh đài, quỳ thì chỉ có một lớp cánh hoa bên ngoài. Mùi hương là đặc điểm chính để phân biệt giữa hoa sen và quỳ. Cánh sen có mùi thơm, cánh quỳ không có. Hương sen thơm mát, dễ chịu, ngay khi nụ hé là có mùi. Còn hương quỳ nồng, phải ngửi sát nhụy mới thấy. Hy vọng với những cách đơn giản này sẽ giúp bạn chọn cho mình những bó hoa sen tuyệt đẹp.